À, chào mừng các bác đã đến với kênh của Tính Nông Cơ. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến cho các bác những con máy cắt cỏ ở đây. Đây em có rất là nhiều luôn, máy cắt cỏ này là hàng. Hàng riêng luôn nha các bác. Như đây em có được con máy cắt cỏ của TD33. Cái con này thì nòng 37 ly nha các bác. Máy rất là mới, rất là đẹp luôn. Đó. Giá của con này sẽ là 2.250.000 nha các bác. Đó, các bác xem. Này, con máy nó như thế này. Còn bên đây thì em có được con máy cắt cỏ của Maru. Đây. Còn mới tinh luôn các bác nhìn nè, hàng riêng mà cái máy quá trời đẹp luôn. Nòng này là 38 ly nha các bác. Đó. Giá của con này sẽ là 2.250.000. Còn qua bên đây em giới thiệu cho bác cái con máy siêu đẹp luôn, cực phẩm luôn nha các bác. Con máy này là của Echo nha các bác. Đây. Con máy các bác nhìn nó mới tinh luôn. Mới tinh luôn. Máy đây thì em đã dọn nổ cho các bác luôn rồi nha. À, bây giờ em giật thử con này cho các bác xem luôn nha. Em giật thử con máy Echo này cho các bác xem luôn. Con máy rất là mạnh, rất là đẹp luôn nha các bác. Đó, như các bác đã thấy. Giá của con này là sẽ là 1.550.000 nha các bác. Đây, con máy này mới tinh mà đẹp quá chừng luôn nè. Còn qua bên đây em giới thiệu cho các bác hai con máy của Qrit nha. Hàng riêng. Máy nhẹ tay lắm, các chị nữ nhà mình cũng có thể giật đi cắt cỏ bò rồi dễ dàng lắm nha các bác. Đây. Con này là hai con này sẽ là 1.490.000. Đây, hai con này luôn nha các bác. Đó. Các bác nhìn kỹ rồi. Đó. Các bác tham khảo rồi các bác liên hệ bên em. Bên đây thì em có được hai con máy này là của Ruby, hai con máy vàng. Ruby rất là đẹp luôn các bác nhìn nè. Con máy siêu đẹp luôn. Các bác nhìn bình xăng đồ của nó là mới tinh luôn rồi các bác. Không cần cái thiết kế màu hồng tím tím cho các bác luôn. Đó. Bên đây cũng con máy giống như vậy luôn. Rất là đẹp. Đây. Mỗi máy nó có một cái cụm công tắc khác nhau các bác. Như là công tắc bật nè. Hay là công tắc bóp da nè các bác. Đây nữa nè. Rất là xịn sò luôn các bác nhìn. Có công tắc như đó nữa kìa các bác. Và em chưa báo giá hai con máy. Hai con máy này Ruby thì em lấy giá là 1.550.000 nha bác. Đó, các bác xem. Giờ em quay lại cho các bác xem, từ từ xem rõ nha. Hơi rung lắc một chút. Máy mới đẹp lắm luôn nha các bác. Đây, các bác nhà mình tham khảo coi con máy nào mà các bác ưng thì các bác cứ liên hệ bên số điện thoại nha. Đây, em quay từ xa cho các bác xem rõ con máy luôn. À, cũng cảm ơn các bác nãy giờ đã nhiệt tình xem video của em nha. Cảm ơn các bác nhiều.